buổi lưng xong mai tôi nghỉ. Xong là ngày kia là tôi tập chân. Chân hoặc là buổi đẩy, đẩy 2 xong bắt đầu là chân. Xong mình vai. Xong mình khởi động. Yes sir. Cứ vào thôi. Có thời tiết. Đi mà nắm vào thanh cũng đau hết cả tay cơ mà. Trời lạnh nhưng mà mình khởi động kỹ tí anh em ạ. Người nó chưa nóng. Cầm vào thanh còn đau hết cả tay. 60. Mày cứ lên thôi, lên nặng dần. Nổ đong đóng nhá. Rồi. Giờ mình sẽ lên hiệp 80. Lắp sẽ lắp lên 85. Xong bài này sẽ đến bài vai sau. Xong đến bài row. Xong rồi. Ở đâu mình sẽ row sau. Mình sẽ row sau. Kéo xa trước đã. Nó tương đối nhiều bài đấy chứ. Không lên rồi. Quá hết mắt. Nổ lông đóm. Rồi. Giờ vẫn này kéo tạ hạ xuống nhá. Giờ tôi sẽ chỉ lift tầm 60 thôi. Cẳng vãi đái. Không lên nổi.
đảm mà cảm giác không không bật được lên luôn đấy. Bật được lên thì nó sẽ lên được ngay, kiểu nhấc được lên một nhịp, cái tạ nó đi được ra khỏi mặt đất thì sẽ lên được. Thế mà có một đoạn đợt mình đã từng giật 85 lên được, giờ thì chưa giật lại được. Bao nhiêu nhỉ, vậy là mình lift là 60 này, 70, 60, 70, 75, 80, 85 mình fail rồi, không nên được một hiệp, bây giờ 3 hiệp để bù, mỗi hiệp tầm 5 cái để bù. Xong bắt đầu mình mới chuyển bài, mình, tí mình kéo vai xong chắc mình sẽ vào lại cái ghế ở kia để cho không bị vào lưng dưới. Anh nhờ gương phát. Ui, năm này lưu tên hít vậy nó mỏi hết phần này luôn, chứ không bị vào lưng dưới. Một nhịp nữa nào, xong small lift. Tập lần này nó nhẹ, nó cho cái đầu của tôi, hệ thần kiểu thức thần kinh của tôi nó nghỉ ấy. Nhiều lần tập căng quá. Anh xong rồi, anh một hiệp đã xong. Em vào đây luôn đúng không? Ơi. Ok nhá. Rồi chuyển bài anh em ơi. Okay. Sang bài này nhá. Mỏi lưng dưới. Nó cũng chính là cái bài bandero mà anh em thấy tôi hay giật cái thanh này. Nên là kiểu mình đổi sang cái này cho nó đỡ rồi. Mình sẽ làm ba hiệp này. Ba hiệp này xong xuống kéo xà, xong mới râu, xong tay trước bụng. Xong thấy mọi nhiều bài phết.
Đây tính ra là bao nhiêu nhỉ? Deadlift này. Vài sau này. Xa. 6 bài. Có bài đáng là 5 bài, có một bài bụng nó phụ vào. Kéo nhanh bài này để bài đang báo bi điếu rồi. Ơ làm cái gì cắt mày có cắt cái mấy cái highlight của anh không? Chưa cắt à? Không, để anh gửi cho mọi người. Thằng Huy đây nè. Ui. Giờ xuống tầng 1 kéo bài Let's Cool Down. Ok anh em nhé, giờ sang bài 3. Đi sâu tí. Làm thêm 3-7 nữa. Uầy.
thử một cái tay mới ở dưới này. Có cái tay sắt ở trước kéo nó ăn được phần lưng ấy. Nhưng nó nhiều tay quá, đang chưa thử, tí phải test. Sau mai là sẽ là bụng. Ngày mai là thứ tư thì là ngày họp. Thì cứ nghỉ thôi. Ngày họp thì mình nghỉ ngơi. Xong rồi đến thứ 5, thứ 6, 5, 6, 7 mình sẽ lại tập. Đấy, bài này là nó sẽ ăn hai cái đoạn này, hai đoạn lách này. Răng râu nhá anh em nhá, gọi là bài chèo thuyền ấy. Xong tay trước với bụng đó là xong. Ba hiệp này để tôi thử cái tay cầm mới nó có ăn không. Ăn đấy. Ôi, lên tay trước anh em ơi. Xong rồi, super set với cả bụng. My heart rages around like an ocean.
my heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not real. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, get fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down. Thank you.
này tôi gồng thử lại cái góc này xem ok không nhá. Cái góc đèn này bắt đầu đẹp ấy, như ở trên đầu bắt đầu nó mê. Bên đại phân hóa mới lắp thêm đèn này. Tôi đứng ở xe này nó rất là vừa. Hôm nay là thứ ba. Ngày mai là ngày off rồi. Hẹn anh em thứ năm nhá. Ok. Hello anh em nhá. Đây, này lại tôi quay cái bữa tối sau tập tôi sửa cơm ạ. Phải làm khoảng 200g cơm tầm tầm đấy. Đây, ba cơm này. Với thịt bò. Đấy, quay cho anh em này. Nồi thịt bò. Chỗ này là hai lạng thì tôi cứ chia đôi ra. Ăn hết một lạng. Một lạng là để bữa sau. Nó càng rộng ra tí nữa. Để anh em nhìn rõ hơn. Đấy. Khoảng 200, hơn 200 gram cơm một tí với cả thịt bò. Một lạng thịt. Với rau nữa, là đẹp luôn. Giờ là 10 rưỡi tối rồi. Ở đây không biết anh có nhìn được đồng hồ không? 10 rưỡi đêm rồi nhá. Cho nên là ăn đêm nó không liên quan gì đến béo bụng hay là gì cả. Nhiều người lại vẫn còn kiểu cứ cái truyền miệng là ăn đêm béo với các thế nọ kia. Nó chỉ là các bạn đừng ăn sát giờ ngủ quá, nó sẽ hơi hại dạ dày thôi. Còn ăn đến trước khoảng đêm 10 rưỡi thì tôi cũng có thể tầm 2 giờ mới ngủ, 2 giờ hay 2 rưỡi mới ngủ. Thậm chí đêm mà kiểu đói quá tôi còn đi ăn bún với cả ăn phở mà. Múc ra. Ăn không hết thì để đến bữa sau. Nói chung là thường một nồi thịt này của tôi nó hai lạng ấy, tôi sẽ ăn tầm trong vòng khoảng 2 bữa.
Còn chưa kể là sẽ có cái thịt thà linh tinh nữa. Nhưng mà hôm nay là chỉ có mỗi thịt bò thôi. Bình thường là ví dụ có cả thịt lợn này hay thịt gà nhất thì tôi sẽ ăn loanh quanh, ăn linh tinh thôi, tôi không kiểu phải căn kiếp cái gì quá nhiều cả. Ngon. Nếu anh em sẽ hỏi là anh em là hỏi tôi là đang xả hay là đang búc à hay là siết gì đấy thì về cơ bản là tôi tập để khỏe đẹp quanh năm, ăn uống ngon miệng, chứ còn tôi cũng không quan tâm việc xả siết đâu. Lúc nào mà thấy hơi mỡ màng một tí thì ăn ít đi, thấy mà mệt quá thì mình ăn nhiều lên thế thôi, vì các bạn là người tôi nó cũng dễ điều chỉnh thôi. Còn việc nhiều như kiểu nhiều anh em tập kiểu béo thì anh em phải kiểm soát kỹ hơn một tí. Nhiều hôm cơm nhà nấu nó còn bị hơi thiếu thịt ấy thì tôi sẽ kiểu chạy ra ngoài ăn ăn một bữa bít tết hay gì đấy, nó đơn giản mà. Là anh em chú ý một điều nữa là uống nhiều nước và ăn rau nhiều. Mình ăn thịt cũng nhiều, cũng là nhiều thì mình phải ăn cả rau nữa. Chung là tôi sẽ hướng đến cái việc ăn uống đa dạng chứ không kiêng khem gì cả. Còn lúc nào mà kiểu cần mà phải thực sự khô ấy thì nó sẽ gọi là lúc đấy thì mới gọi là được dùng là gọi là siết đấy, thì lúc đấy là mới ăn hụt calo này, bắt đầu tính toán kỹ hơn một tí. Nhưng mà thật ra là kiểu ví dụ cuộc mình tập để phục vụ cuộc sống thì chả nên cần đến nỗi như vậy. Tập để kiểu mình cứ duy trì được body 6 múi thì nó cũng đơn giản thôi, nó cứ như này mà đều chả có vấn đề gì cả, quan trọng là anh em phải tập luyện đều đặn. Chứ nhiều anh em cứ Với nhiều anh em vẫn bây giờ vẫn có cái câu 70% ăn với cả 30% tập, thì thật ra là cả hai cái đấy anh em đều nên làm tốt. Đều nên làm tốt, cả hai cái đều là nên làm kiểu 100% luôn, hết phần công lực luôn. Còn nếu mà không được thì để giữa việc chọn lựa hai cái thì mình vẫn chọn việc tập luyện trước. Đấy. Ăn có thể lởm nhưng mà cứ tập luyện tốt thì kiểu gì người nó cũng ok. Ngon lắm.
Nói chung là tôi thuộc cái dạng kiểu ăn cái gì cũng thấy ngon. Hạnh phúc trong đường ăn uống đấy. Với cả nấu nhạt, thường là tôi sẽ ưa nhạt hơn. Tôi cũng không ít là ăn đồ mặn lắm. Ngon. Đấy. Thì bò thì tôi cứ nấu kiểu hai lạng một, em đi chợ thì cứ bảo cô chia ra, xong rồi đảo ở trên nồi này thì mình cứ ăn một nửa, xong một nửa mình cất lại, mai mình chỉ cần hâm nóng lại thôi là được. Ok, bữa hôm nay chỉ có thế thôi. Nếu mà bây giờ là 11 giờ kém rồi, mình sẽ lên làm việc. Nếu mà trong trường hợp mà kiểu đêm mà đói thì tôi còn đi ăn đêm nữa, còn không thì thôi lại ngủ đến sáng mai, dậy ăn sáng bình thường, trưa một bữa, trước tập một bữa. Hoặc nhiều lúc mà tôi tranh thủ tập ấy thì tôi sẽ gom cái bữa trước tập với cả bữa trưa thành một bữa, để chiều sớm mình tập luôn. Nấc quá. Đấy. Úp tí canh nó đỡ nấc. Đấy, mình gom được cái bữa đấy thì nó cũng hụt được đi calo của cái hôm đấy luôn. Nhưng mà đấy là thi thoảng kiểu mình tranh thủ, bởi vì tôi là hay tập kiểu tranh thủ. Rảnh giờ nào là tập giờ đấy. Bởi vì là mình còn đi dạy nữa. Ok nhá. Hẹn anh em vào các video phía sau nhá. Bye bye anh em.